ngon mới quay nè. Vô ăn mà thấy ngon mới quay á, chứ ăn thấy bình thường thì đi về rồi. Hoàng hảnh cũng bao ngon luôn. Nếu không hành là lá, không hành luôn. Đây, con tô. Trai bưng giùm má con trai. Mềm, không ăn mềm sao mà không ăn lâu lại nhớ hết. Cái rau đã giá rồi biết luôn phải không? À, anh này là không ăn cho ngớt nè, anh ăn rất là ngọt. À. Kết hợp mì tươi, hủ tiếu, hoành thánh rồi vô tô luôn. Bữa nào kêu kết hợp 5-6 lậu vô một tô hộp cẩm. Không có, nếu mà anh thấy em mà muốn một tô hộp cẩm là anh thấy mềm lắm. Chất lượng luôn phải không? Welcome back to my channel Cường Kênh Cục Official. Chào mừng quý cô chú và anh chị đã đến với kênh của chú Cường nha. Hôm nay thì Cường có dịp đi về thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang, một trong những đô thị cổ và lâu đời nhất của miền Tây. Giữa sự hối hả nhộn nhịp của cuộc sống ở thành phố thì đâu đó mình vẫn bắt gặp rất là nhiều khoảnh khắc đẹp, dễ thương, bình yên vào một buổi sáng sớm len lỏi đâu đó ở đô thị cổ này. Nói về ẩm thực của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì mình có thể nói mấy ngày cũng không có hết nữa. Và ở đây mình sẽ thấy được rất là nhiều món ăn cũng như là hàng quán mà có tuổi đời tới mấy chục năm. Có thể là một gánh đồ ăn ở ngoài vỉa hè hoặc là một hàng quán khang trang. Nhưng sẽ có một điểm chung mà chắc chắn là quý cô chú anh chị của mình sẽ công nhận với Cường. Đó là hương vị mình ăn một lần là mình sẽ nhớ hoài. Đó có thể là một tô hủ tiếu Mỹ Tho trứ danh hoặc là một món hủ tiếu sa tế rất là lạ. Và đôi khi chỉ cần là một dĩa trái cây đá bào là cả một tuổi thơ, cả một vùng trời ký ức ùa về. Và hôm nay Cường sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị của mình một địa chỉ quán ăn không phải là tuổi đời quá lâu, nhưng nếu mà xét về khẩu vị riêng của Cường đánh giá thì Cường cũng thấy rất là ngon và rất là sạch sẽ, và đặc biệt nhất là người bán thì cực kỳ là vui vẻ. Thì không có lý do gì mà Cường không giới thiệu cho cô chú anh chị của mình xem, để mình có dịp mình trải nghiệm xem coi những đánh giá của Cường có đúng hay không nhé. Quán có tên là Hai Thoa và bán rất là nhiều món ăn khác nhau vào buổi sáng. Hủ tiếu, bánh canh, nui sò, mình ăn kèm với thịt bằm hoặc là xương rồi hải sản. Quán ở đây là rất là sạch sẽ luôn. Tại vì Cường bước vào thì phía bên ngoài là nguyên khu vực mà không gian bếp nha. Nên là mình sẽ thấy được là bếp nào mà sạch sẽ mình mới để ra phía trước nha cô chú. Cái này kiểu như là ở nhà là mình bán ở phía trước sân, nguyên cái sân vườn rất là rộng rãi và mát nè. Cường rất là thích đi ăn những quán ăn mà mở tại nhà mà kiểu như sân vườn miền Tây giống như vậy. Nhà rất là rộng rãi, ngồi buổi sáng rất là thoải mái, nghe nhạc và du dương hoặc là một ly cà phê rồi mình ăn thêm một món ăn ngon nữa thì buổi sáng rất là tuyệt vời và ý nghĩa. Cường đang có mặt ở quán hủ tiếu Hai Thoa nha cô chú. Đây mình sẽ thấy được nguyên một cái xe mà cô đựng topping này, do là mình đi trễ. Chứ còn buổi sáng là cô chắc là đầy nguyên một chiếc xe luôn. Cái này là mình bán món gì? Món gì chị? Dạ em bán bánh canh nuôi, tươi, mì gói. À, chị bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ 6 giờ tới 10 giờ. 6 giờ từ sáng tới 10 giờ. Dạ, à. Chiều là 2 giờ tới 8 rưỡi. À, vậy là chiều chị có bán luôn? Vẫn có luôn, mà đi... chiều nay chủ nhật nghỉ. À, địa chỉ mình là số nhiêu chị? À, số nhà 214, khu phố 3, Nguyễn Quân. À, đường Nguyễn Quân, 214, đường Nguyễn Quân. Dạ. À, chị bán rồi khách tới nữa gì kìa. Cô bán là đã rất là lâu rồi nhưng cô chú, và ở đây là người dân địa phương ăn rất là nhiều, tại vì cái đường này là khách du lịch thường thường là ít khi nào biết tới lắm. Bây giờ thì Cường sẽ quay cho mọi người xem được đó là chị làm một tô hủ tiếu xương đây. Quán mình tên Hai Thoa hả chị? Dạ, tên chị luôn hả? Dạ tên em á. Hủ tiếu thì thường thường là mình ăn món nước và món khô tùy theo nhu cầu của mỗi người nha. Này có thịt, có xương, có giò, tùy theo nhu cầu của mình thôi. Ngon không? Chỉ 35.000 đồng. À, 35.000 đồng. Một tô đặc biệt. Cái này là hủ tiếu kiểu như hải sản thịt là có bò viên gì không chị? Dạ không, em bán hoàn toàn là bên heo hết luôn. À, bên thịt heo hết chứ không có bò viên. Có dính vô với bò. À. Giống như em mua tôm với trứng cút là ví dụ như là ngán thịt đó. Dạ. Là cho em bé nè. Rồi ví dụ ngán thịt
thì mình bỏ tôm trứng cút cho bé nha. Dạ. Còn ví dụ không nhé thì mình bỏ cái gì nó được hết. Dạ. Thấy chưa con, sao làm nghề? Đó là hủ tiếu là hải sản, tôm, mực với lại thịt. Đi chung hay đi riêng? Dạ. Em bán nó đó, tại vì đi riêng nhiều quá. Dạ. Để riêng quá. Là bán nguyên từ sáng trưa nghỉ rồi chiều bán lại, còn riêng chiều chủ nhật là sẽ nghỉ. Nãy chị nói chị bán bao nhiêu năm rồi? 12 năm. À, cái này là nuôi. Cái này là nuôi à. Nếu mà anh muốn để riêng thì em sẽ lấy riêng. Dạ. Dạ mình thăm nước ngoài. Ở phía trước quán là khá là rộng nhưng mọi người, có nghĩa là mình có thể là để xe máy, xe hơi đều được hết. Và phía trước sẽ có một cái chợ nhỏ nhỏ. Ở đây là bà con mình, ví dụ như có trái cây, nhãn, mận đồ đó, mình có gì mình đem ra mình hái. Nên là khu này mình mua thì giá nó cũng rất là phải chăng nha. 35 ngàn. Mình sẽ thấy được là chị bán liên tục rồi nè. Cái này là qua cử giờ ăn trưa rồi, hơn 9 giờ rồi nhưng mà khách vẫn rất là đông luôn nha. Lưu ý của chú mình đó là chị bán là chỉ có là nguyên một tuần với lại là buổi sáng chủ nhật thôi. Còn riêng chiều chủ nhật đó mình sẽ không có bán, tại mình sẽ để dọn dẹp quán nha. Em bé này đơn giản vậy là 20 ngàn à, có bán phần cho em bé luôn. Hai con tôm với thịt bằm 20 ngàn. Nói chung là tùy theo nhu cầu thôi. Em bé, người lớn hoặc là mình không ăn được món gì mình cứ nói ra. Bán theo nhu cầu của khách nên chứ mình cũng không có cố định là một phần là sẽ là bao nhiêu hết á. Một bịch vậy chị làm trong vòng có 1 phút mà trời chưa tới nữa, quá nhanh. Là gì muốn nước lèo gì mà dù dù luôn trời. Em quen nhìn không kịp luôn á. Là có mồm mình làm luôn hả chị? Có mồm chị làm luôn á hả? Đúng rồi. À, không ai phụ hết, là tự xử hết. Để bưng à, thôi. Hèn chi là làm quá nhanh. Cái này là tự em quấn. Quỳnh Thánh là tự em quấn luôn. À, Quỳnh Thánh là tự làm luôn. Tự làm luôn. Thì Quỳnh Thánh cũng tự làm luôn. Tự làm. Đó. Đây mình sẽ thấy được cái này là cái phần nhân nè. Còn cái này cái vỏ, cái này cũng là thịt heo bằm mà chị cầm ra đây nè. Ướp tạm ướp gia vị rồi ha. Dạ em ướp gia vị đàng hoàng. À. Bây giờ mình sẽ xem chị làm gói Quỳnh Thánh. Làm nhanh nhấp nháy luôn. Hồi sáng là em quấn là 500 viên nữa. 500 viên. À. Còn cái này, đây còn chừng 2 mấy 3. Cái này nếu mà mình bán vậy chắc là mình làm nguyên ngày xuyên xuống vậy, có nghĩa là ví dụ như bây giờ em quấn khoảng chừng 100 200 viên hết em quấn tiếp. À vậy hả? Dạ là bữa nay ví dụ em quấn bán buổi sáng thì em bán buổi sáng, buổi chiều em quấn bán buổi chiều. Không để qua được ngày không có. Có nghĩa đi. Mình làm đồ tươi mới hết. Đúng rồi. Tại bữa nay em không dám làm nhiều là tại vì buổi chiều em không có bán. À. Em làm đủ em bán thôi. À, chị quấn cái Quỳnh Thánh gì nhìn cũng không kịp luôn á trời. Dưới đây nói chung là em bán khách em quen nó đi bán. Kiểu như là người dân ở đây rồi, dân địa phương rồi ăn tao biết ha. Đúng rồi. Chứ khách du lịch thì chắc ít biết. Điều có nước em rất là ngon, nước súp rất ngon luôn. Dạ. Yeah. Anh này là thấy ngon không? Ngon mới quay nè. À. Vô ăn mà thấy ngon mới quay á chứ ăn thấy bình thường thì đi về rồi. Ngon. Quần hánh cũng bao ngon luôn. Gửi xe anh ơi. Rồi bỏ mì gói giùm má đi. Cái một mình chị làm nên làm liên tục. Chạy đâu này chạy đâu kia. Nè anh thấy không? Đó. Quá nhanh, trong vòng có hơn 1 phút thôi mà làm ra không biết bao nhiêu cục Quỳnh Thánh luôn. Đây mình sẽ thấy được là cái cục Quỳnh Thánh mà chị gói nè, quá nhanh là quá đẹp luôn, nó sẽ giống nhau hết luôn nè. Đó,
cái này chỉ cần trụng lên là mình sẽ chế cái phần nước lèo nó vô là ăn là đúng bài luôn nha. Đây, còn đây là cái phần mà thịt bằm của mình. Quan trọng nhất là cái nguyên liệu mà gia giảm cái phần nguyên liệu với lại là tỷ lệ nạc và mỡ nha. Diện tích bề ngang của quán thì rất là lớn nên là ngồi thông thoáng, sạch sẽ, mát mẻ. Cái này nhà mình luôn hay sao vậy? Đúng rồi, nhà em á. Rồi, cái này bán là đam mê thôi chứ quá xịn rồi. Nói chơi nhà em với nhà của ba để làm mua nha. Nhưng mà cái này là quá xịn rồi. Của nhà em đó, em bán chứ giá rất là bình dân. Đúng rồi, không gian quán như vậy là quá ngon luôn. Bà con cô bác nào có ăn thì về ghé ủng hộ giùm em. Để em quay món ăn ngon Mỹ Tho. Ở đây mình có thể sử dụng là món khô hoặc là món nước tùy theo nhu cầu của mình thôi. Theo nhu cầu của khách hết. Đó. Đây là bán khô nè. Đó. Đó, đây một phần khô, cái này là mì khô. Mình sẽ thấy được là cái phần mì nha, mì gói. Đó, rồi đây là cái phần topping. Không ăn xương thì mình lấy nạc thôi. Nạc là mình nghỉ 3 cái giờ nữa. À, tháng Giêng, tháng 7, tháng 10 ngày rằm là nghỉ. À, còn những cái rằm bình thường thì vẫn bán. Dạ. Dạ. Buổi sáng thường thường là mấy giờ là mình hết vậy? Dạ, sáng là hết không hết 10 giờ em nghỉ. À, cũng là đúng giờ là nghỉ thôi để chiều để bán. Chiều 2 giờ em ra bán 8:30. À, 8:30 tối. Dạ đúng rồi. Dạ, chiều chủ nhật về là anh thấy đồ em hết rồi. Dạ. Cái gì cũng hết hết là tầm đúng rồi. Năm à. Còn thứ hai đó là em nấu rất là nhiều. Em bán nóng nặng quay ra tiếp. Dạ. Còn chủ nhật là em nghỉ, bây giờ thì giờ em chở không đủ em lên rồi nó rất là sạch đẹp tâm luôn. Đúng rồi. Mỗi tuần em mỗi lần. Nhìn rất là sạch sẽ. Đúng rồi. Vậy mới tự tin quảng cáo giới thiệu cho bà con cô bác mình tới ăn chứ. Chứ đâu có tự nhiên mà ăn xong rồi thấy được rồi quay đâu. Thì khách đó ăn thấy khách của em là tới liên tục luôn. Dạ. Khách không cần kêu luôn. Còn khách mối nhìn là biết ăn món gì rồi. Khỏi cần kêu luôn. Tại giờ em bán nó cũng hơi lâu rồi. Nhưng khách em ăn sao em hiểu ý khách hết. Cái thố này ngày xưa là cô chú sẽ thấy được mình sử dụng rất là nhiều. Cái này là thố tất mỡ nè cô chú. Còn đây là cái phần mà hành phi. Đó, nhìn quá hấp dẫn luôn. Cái này mình thích đó, mình có thể là để lên nhiều thêm được nha cô chú. Khách nào ăn mềm, khách nào không ăn mềm sao mà dạ. Ăn lâu lại nhớ hết. Thấy rau đấy giá rồi biết luôn phải không? À, anh này là không ăn chân ớt nè, anh này ăn rất là mềm. Tô là chị làm trong vòng mà chưa tới một phút, quá nhanh làm liên tục. À, một tô giờ cũng 35.000 hay sao? Dạ, không, hai thấy hộp cẩm thêm tôm thêm đồ thì em bán 40 có à. Thì anh phải thêm tôm thêm đồ, còn bình dân như vậy là chỉ có 35.000 thôi. Sau khi mà cô chị làm xong thì bây giờ Cường sẽ thưởng thức tô mà Cường kêu nha. Quý cô chú mình sẽ thấy được là chén dĩa ở đây thì rất là sạch sẽ. Ở đây là chị lau chùi là mỗi ngày luôn, nên là quán ở ngoài đường chạy xe bình thường nhưng mà rất là sạch. Bây giờ Cường sẽ để một chút xíu sa tế, sau đó là Cường cho thêm một chút xíu nước mắm cũng như là nặn một chút xíu tắc vào, kiểu như là mặn mặn chua chua để mình dễ ăn. Và mình sẽ làm một cái nước chấm khá là đơn giản nha. Cường kêu là một tô hoành thánh và mình chỉ lấy thịt thôi chứ mình không có lấy hải sản. Còn trường hợp của chú anh chị nào mà thích ăn hải sản, ăn xương hoặc là mình kêu một phần thập cẩm á, thì tùy theo nhu cầu của mình và của quán. Và mình sẽ thấy được là thịt ở đây là mình cắt khá là dày. Ăn hoành thánh đôi khi là mình sẽ không có cần ăn topping luôn, có nghĩa là hoành thánh thì ở trong nó đã có phần thịt bằm rồi. Một tô như vậy Cường thấy rất là lớn luôn. Đồ ăn cũng nhiều, phần topping ăn kèm cũng nhiều. Nên là nếu mà trường hợp mình ăn ít thì thật sự á, thì chắc chắn là cô chú mình sẽ không ăn hết được một cái tô này. Tô này quá chất lượng. Nếu mà biết trước là tô to như vậy Cường sẽ kêu một tô nhỏ thôi, mình có thể thưởng thức được là hai món để mình có thêm đánh giá. Tại vì cá nhân của Cường thì rất là thích ăn món là hủ tiếu mà khô thập cẩm.
Nước dùng ở đây Cường thấy rất là thanh, đậm đà và nước sẽ trong, nhưng mà chắc chắn là sẽ có một cái vị thiên về ngọt một chút xíu theo người miền Tây của mình hay ăn. Nên là nếu mà cô chú anh chị nào mình người miền Tây mình ăn thì cảm giác cái vị này rất là bình thường. Còn nếu mà khách du lịch mà mình miền ngoài hoặc là những địa phương khác mà mình không quen với vị của miền Tây mình á, thì chắc chắn là sẽ nói là vị nó hơi ngọt một chút xíu, nhưng mà ở đây là sẽ không có quá ngọt nên mình cứ yên tâm. Thường thì những hàng quán mà bán ăn buổi sáng á, mình thấy là bán có 1-2 món thôi, nhưng mà ở đây Cường thấy là tới 4-5 món, nên là mình có thể dễ dàng lựa chọn nguyên một tuần mình ăn ở đây cũng được, và mình sẽ thay đổi khẩu vị món mỗi ngày. Ở đây là mình bán tới 4 món mình nha cô chú, tùy theo nhu cầu của mình, và giá là từ 30-35.000 đồng một phần. Con mì gói hay mì tươi? Rồi anh gái. Rồi con bánh canh. Chào. Không có hành. Lấy thập cẩm cho hai đứa con ăn đi nha. Thế là làm liên tục nhìn không kịp luôn. Nghi với cái này là chị nhắm mắt chị vẫn trụng hủ tiếu được quá. Nhắm mắt trụng hủ tiếu rồi trụng là múc nước lèo được luôn á. Nó không hành là lá, không hành luôn. Đây, con trai bưng giùm má con trai. Mì tươi hoàn thánh với đường heo. Mì là mình sẽ có mì tươi hoặc là mì tôm, dạ, tùy theo nhu cầu. Mì tươi nè. À. Mì tươi là mì dắt, vậy là tính một dắt nè. Còn cái này là mì tôm. Mì tươi là nó lâu chín hơn hủ tiếu. Sẽ trụng lâu hơn. Nên kết hợp mì tươi, hủ tiếu, hoành thánh rồi vô tô luôn. Bữa nào kêu kết hợp 5-6 lậu vô một tô thập cẩm. Không có, nếu mà anh thấy em mà mất một tô thập cẩm là anh thấy em thèm lắm. Chất lượng luôn không? Chất lượng luôn, hãy anh không nói đi không cần. Dạ, một tô mì tươi đua heo hoành thánh. Chị làm trong vòng là chưa tới 1 phút là xong hết một tô rồi. Quá nhanh. Chủ nhật cuối tuần thì thứ bảy rồi chắc là đông hơn không vậy? Đông hơn. Sáng chủ nhật đông, giờ thứ bảy đông. Ví dụ em bán từ 6 giờ rưỡi tới 8 giờ thì nó đông. Còn à. Trưa thì nó hơi vắng vắng một chút. Dạ. Tại vì bà con người ta cũng đi làm hết. Còn ngày thường chắc là nó rộ vô cái tầm mà khoảng 6-7 giờ á. Đó, để ăn trước khi đi làm. Rồi đi làm rồi nó rộ chút đó. Dạ. Còn chủ nhật về thì nó rảnh rẽ hơn trưa xíu. Dạ. Tại ta hơi ngủ quá. Dạ. Ngủ dậy trễ. Với cá nhân của Cường thì để đánh giá đồ ăn ở đây thì Cường nghĩ là đã chấm là 8 điểm rưỡi trên 10 điểm. Nhưng mà về cách phục vụ cũng như là sự vui vẻ của chị thì Cường đánh giá là 10 trên 10. Tại vì trước đó Cường vào đây là Cường ngồi Cường ăn chứ Cường không có ý định là quay video đâu. Mình ngồi mình ăn thôi, nhưng mà đồ ăn thì cũng khá là ngon, quán thì sạch sẽ, và đặc biệt là thấy chị nói chuyện rất là dễ thương. Và có hai cô chú lớn tuổi cũng vào ăn và có một bé nhỏ cũng vào ăn chung nữa. Nhưng mà lúc tính tiền thì chị lại không có tính tiền cho bé nhỏ, chị nói là miễn phí một cái tô nhỏ cho bé, thì mình sẽ thấy được là rất là dễ thương. Đó là lý do vì sao mà Cường sẽ quyết định là quay video giới thiệu quán chị cho cô chú anh chị của mình xem và có thể thử là thưởng thức một lần. Nếu mà trường hợp mình ở Mỹ Tho hoặc là mình có cơ hội mình đi du lịch xuống Tiền Giang thì mình có thể là ghé quán của chị thưởng thức nha. Và ở Mỹ Tho thì thật sự là đồ ăn ngon cũng như là con người thì rất là dễ thương, và chắc chắn là Cường sẽ không có dừng lại một số video mà Cường đã chia sẻ, mà Cường sẽ làm thêm nhiều video mới nữa. Còn video lần này thì Cường sẽ kết thúc tại đây. Nếu mà cô chú anh chị mình thấy hay thì nhớ tặng cho Cường một đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận để Cường có thêm động lực làm thêm nhiều video mới hơn nữa nhé.